Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Death Stranding. Mình là Hiếu Béo, hiện tại chúng ta đang có mặt tại trên vùng núi các bạn. Ở đây nó là bên phía bắc của Mountain North City, nó là trạm phía bắc. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị có một cái nhiệm vụ hướng về phía ở ngay trên này thôi. Uầy, ra xin em ít đồ cái à. Từ tập trước đến giờ là mình chưa về nhà luôn. Mình vẫn bị kẹt ở đây. Ở đây nó là cái gì nhỉ? Đây nó là cái xây đường đúng không? À, theo tình hình như tập trước thì là BB của chúng ta tạm thời ngừng hoạt động. Vậy nên là nếu như mà chúng ta đi vào chỗ của BT, chúng ta chết chắc. Bây giờ mình sẽ chạy về, mình nhận nhiệm vụ ở trên chỗ North of Mountain City. Sau đó chúng ta sẽ phải đi từ đây sang đến tận đây, đúng không? À, cứ chạy về nhận này. Mình thấy game có vẻ ngày càng khó. Nhưng mà chính vì nhà làm game họ biết là người chơi sẽ rất là vất vả, nên là họ cũng đưa cho chúng ta những cái giải pháp rất là hợp lý. Mình thấy hợp lý nhất là cái treo dây ấy, cái dây để treo, cái đấy rất là hay. Nếu như thực sự mà bây giờ nó bắt mình chạy từ chỗ trạm phía bắc về đến một chỗ nào đấy như kiểu center south thì south center thì thôi vỡ mồm. Bị những em bé có gì đâu mà khóc. Mày đang bị disable rồi mà sao mà khóc rồi. Mà lúc nãy mình gặp mấy thằng ôn này nó không cho mình đồ à? Mới vào tập mới phải chạy một chút cho nó gọi là luyện tập phải không? Đây thằng mấy thằng ôn nó cũng mang về này. Cho tôi một cái đi. Có đồ cho tôi đi. Có đồ gì không? Để có đồ gì. Đây là Distribution Center North. Cũng vẫn là phía bắc của bên Mountain North thôi. Mang 15 cân cái mẫu chuyển máu. Mẫu máu được. Nó vẫn cho mình chế đồ mà, nên là mình cũng không sợ lắm. Mà có một cái điều đó là mình không thể chữa được BB, bởi vì là mình chưa có một cái safe house. Với cả mình cũng chưa vào được cái safe room. Ở đây nó không cho mình vào safe room. Thế mới buồn. PCC mình có 3 cái rồi, mình cũng không cần nữa. Có thể mình sẽ chế một cái Power Skeleton đi. À, mình có 2 cái rồi mà ta. Thế mình sẽ thay nhá. Với cả một cái giáp này. Giáp này thì mình cũng không biết là như nào. Mình cũng chưa dùng bao giờ. Hay là mình chế một xe máy đi. À, xe máy đéo cho chế này các bạn này. Thế mới nhục. Xe máy đéo cho chế luôn. Mà thua. Đây mình sẽ thay cái bộ xương nhá. Mình sẽ thay cái khung xương. Chúng ta có 40 phút để hoàn thành cái nhiệm vụ này. Đấy. Thế thì bây giờ như này. Nếu mà nó đã bắt mình phải chạy nhanh như thế thì mình sẽ phải lấy một cái khung xương khác. 40 phút. Mình biết là mình sẽ chắc chắn là sẽ tới kịp thôi, nhưng mà cái quan trọng là mình vẫn muốn chuẩn bị kỹ hơn một chút. Đây có 2 cái khung xương nhanh chạy nhanh đây. Mình sẽ lấy một cái đi.
Còn đâu mà mình sẽ gửi nhá. Đấy. Không biết liệu có chạy nổi không đây. 45, 49 cân trên 155 cân. Đây không phải là chỗ mình cần đến nhá. Đây là chỗ mình cần đến này. Đây là chỗ mình cần đến. Bây giờ tôi muốn đeo cái khung xương kia cho tôi đeo đi. Power Skeleton. Đây. Ơ, sao pin nó bằng nhau à? Ơ, mình tưởng là được thay cái mới. Hóa ra không phải. Yeah, cái này chạy tít không các bạn? Tít vậy đài. Được, cái này chạy nhanh quá. Ba mươi chín phút cơ mà, không sợ. Bây giờ mình phải sạc cái này trước ạ, không là chết. Come on, come on. Cái này hết pin thì thôi rồi luôn. Cố lên nào. Cái gâu nghĩa là bản mạ vàng các bạn nhé, chứ nó không có cái gì hơn đâu. Nó chỉ đẹp hơn thôi. Ủa chạy một tí đã gần hết nửa rồi. Một nghìn năm trăm sáu mươi mét. Oh my god. Không xe máy, không phương tiện. Vậy thì cứ phải đi một đoạn là mình sẽ phải xây một cái sạc pin rồi. Đúng không anh em? Tới thì vẫn tới đấy. Chắc chắn là tới rồi. Ui. Mà cái gì đấy đẹp ấy nhở? Tôi xin phép các cái đồ quanh đường là mình không nhặt nhá. Vì nhiệm vụ này nó tính giờ mà. Nếu như mà mình không mang đến sớm là sẽ có người chết. Bao nhiêu bạn còn bao nhiêu đấy, chưa gì là 300, ba chạy được hơn 300 mét rồi, nhanh ấy nhá. Đây đây có chạm gì đây. Ui à, có khi mình lấy trộm một xe của bọn này ấy nhờ. Đây xe ở đây ấy. Ở đây chúng mày. À chạy à. Chạy à. Ra đây. Ôi vâng. Ô. Mấy thằng mà sợ một thằng kìa. Vãi hàng. Chơi bời nhau ấy. Ui.
BB của mình thì bây giờ đang bị tạm ngừng rồi, bây giờ mình cũng chả còn gì để mà sợ cả. Bắn nhau rồi, BB nó sợ. Cái gì cũng phải có lần đầu anh em, mình phải bắn mình mới biết. Nào ra đây nào, ra đây nào, ra đây nào. Tao mày làm, tao chúng mày làm tí. Làm tí, làm tí. Mình chỉ có 15 viên thôi. Căng quá nhỉ. Bố láo này. Bộ mày hết đạn rồi. Xe ô tô đâu, xe ô tô đâu, xe ô tô đâu. À, bắn đau quá. Không được rồi. Súng mình chỉ có mỗi tí. Thôi, mình sẽ quay lại bọn này sau. Quân thủ mẹ 10 năm trả thù chưa muộn. Bờ làm một tên mình chạy này. Anh em chuẩn bị gì này. Mẹ đố thằng nào đuổi được luôn. Khách bố chúng mày đuổi được tao. I'm the fastest man alive. Xong mình mang súng đến mình giết hết bọn này. Rồi đấy. Quả này nguy hiểm quá, nó có súng mẹ bắn chết người luôn mấy cái. Bùa đồ bùa vây ra này. Ây da. Chết thì không sợ chết đâu, chỉ sợ kiểu hết mẹ đồ thôi. À hết mẹ cái năng lượng thôi. Chờ đấy. Tao sẽ quay lại. I'll be back. Bọn này là bọn kỳ cựu của bọn Mule. Nghĩa là bây giờ bọn Mule là ăn cắp hàng, còn bọn này bây giờ nó đéo cần ăn cắp hàng, nó giết người cơ. Nó thích tàn phá hủy. Đấy. À, chắc là chỉ có một nhóm ở đấy thôi. À đây tới rồi đây. May quá. Mình nghĩ mình sẽ chọn lại bộ xương này đi. Sau đó để cho mình bắn bằng cái loại đạn máu nữa nhỉ.
Nãy giờ mình chạy có 10 phút. Mình nói thật là thằng nào kém lắm nó mới không chạy được trong vòng 40 phút. Còn mẹ chạy đến đây mà bảo không kịp thì vô lý. Em hiểu không? 40 phút mà không kịp thì quá vô lý. Sao trông cái chỗ này nó khổ này. Mẹ trông cái chỗ này nó khổ ở đấy anh em ạ. Ui, chỗ này mẹ gần nhẹo hết rồi sao ấy. Nãy biết thế mình mang súng đi làm vào ý thằng đỡ ngứa đít. Cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ cái đội y tế của tôi sẽ không có vấn đề gì với việc cứu người nữa. Anh đã cứu tất cả chúng tôi. Tôi không thể tin được anh có thể nhanh đến như vậy. Này ra ngoài kia anh phải cẩn thận nhé. Ok. Thấy chưa? Mặc dù vẫn ăn đạn nhưng mà vẫn không là cái gì anh em ạ. Cho tôi nghỉ được không? Tôi khổ quá mà. Vừa rồi không phải là một vụ tai nạn đâu, đó là một cuộc tấn công. Ờ đúng rồi, ông tham gia được mạng cùng với bọn tôi đi. Được. Được mà, thoải mái. Tôi mà chào đón chào mọi người. Ui, trông này bẩn không? Khổ thân không? Mẹ chạy một mạch nhanh anh em nhé. Lên tít tận núi rồi. Đấy, distribution center north of mountain north city. Mẹ tên càng dài. Ui, súng level 2 rồi. Ui, thế này súng này tao lại bắn chết mẹ bọn này luôn chứ. Nó thế mà nó cũng được à? Ôi tuyệt quá. Bọn tôi rất là thiếu thông tin đây. Nếu như bọn tôi gặp rắc rối thì bọn tôi có thể chuyển lời đến nhanh hơn. Tôi không thể cảm ơn anh đủ được. Được rồi Sam. Stops to make before Mountain Knot City. But this last leg will be the hardest yet. Rest up at the private room and check your gear before you set out. Chúng ta có một chuyến cuối cùng này. May quá. Ôi ôi, bây giờ mới được nghỉ sướng vậy đấy. Fuck me.
Ui mẹ giúp mình. The fuck. Ôi vãi. Ý mày là sao? Bây giờ mày muốn gì? Vãi. Emily. Higgs and his people came. Higgs và người của hắn đã đến. Bọn chúng đã đến Ashnot City. Bây giờ tôi không thể trốn thoát được nữa. Mọi người đã chết, thành phố đã bị phá hủy. Bây giờ BT ở mọi nơi. Thế Kiu Piu của cô đâu? Tôi chỉ có thể lẻn ra ngoài và kết nối với anh thôi. Đây có thể là cơ hội cuối cùng chúng ta nói chuyện được với nhau. Tôi chỉ muốn anh biết là tôi hiện tại vẫn đang an toàn. Chỉ bây giờ thôi. Hãy hứa với tôi là anh vẫn sẽ xây dựng cái hệ thống Chiral. Khi mà anh hoàn thành, chúng ta có thể về phía đông cùng với nhau. Emily, cái Kiu Piu của cô nó đâu rồi? Cái dây chuyền của cô đâu? Sam, I'll be waiting for you on the beach. Vãi. Rồi cái dây đâu? Này anh em nhìn này, đồ chơi của anh em mình vừa... Đồ chơi anh em mình ở đây một đống. Mẹ, cái này chắc là kiểu trải qua các cái sự kiện đấy. À đây, Nightmares and Memories là cái gì? Ghé thăm một vài cơn ác mộng. Kiểu chắc là xem lại mấy cái cảnh. Thôi đi tắm phát nhở. Mẹ, người bẩn đi chó ấy. Mà chơi game Nhật Bản skip đúng mệt luôn. Ui súng anh em mình này. Vãi hàng súng. Làm tí thức ăn nhá. Đói quá. Ok. Máy quá, BB của mình bây giờ ổn rồi. Để mình xem cái cặp của mình có chỉnh thêm được cái gì không. Chả chỉnh thêm được cái đéo này. Thay được màu rồi. Lão này bị bắt này. Lùi lại chúng mày. Chúng mày cũng lùi lại không thì báo. Ui. Ôi bị bắn. Ui. Thế hồi lão này lão ăn cắp ăn trộm cái gì bị bắn ghê đấy nhỉ. Cái gì đây? À Dead Man gọi. I have some new info you should hear. Ờ, thông tin gì? Recently recovered thanks to your efforts to expand the chiral network. It concerns BBs. I dug this up on my own, just to be clear. No one ordered me to look. And if anyone asked, put it all on me. No need for you to deal with any blowback. You were just listening to me ramble on the wire, okay? Anyway, it looks like Bridges wasn't the first to bring back BB tech. It was a group of separatists.
terrorists opposed to UCA expansion, according to the records. They started using them about 3 years ago. Right around the time Bridges 1 was putting plans in place to head west. Seems these separatists were having trouble with BTs too, and figured that if they could track them, they might be able to steer them into our path. When Bridges caught wind of this, the decision was made to fight fire with fire, to start using BBs as a countermeasure. It's possible yours was commissioned for that very purpose, a fact I think someone may have tried to conceal, judging by the absence of BB-28's service record. I always found it strange that we were so willing to utilize technology we barely understood. Now we know why. We've been aping methods and techniques employed by others from the start. There's more you should know. It's about the original Bridge Baby experiments. Piecing together what little I could find, it looks like they started around the time of the Death Stranding. They were conducted on the island of Manhattan, off the East Coast, which was completely and utterly obliterated by what was almost certainly a void out. Back then, these experiments had the full support and approval of the American government. It's all just guesswork, but I suspect the BB program was conceived to help gain a better understanding of the nature of the Death Stranding. However, due to ethical and safety concerns, public opinion was strongly against the program. Still, they pressed on, and in their desperation to make sense of the greatest disaster of their age, I think they caused another. I should also mention that the president himself was killed in the blast. It was after his death, when he was succeeded by then Vice President Strand, that the experiments were suspended by executive decree. Documents were shredded, facilities were decommissioned, and every effort was made to pretend that BBs had never even existed. Which begs the question how some random separatist group was capable of resurrecting the tech decades later. I'll let you know if I turn up anything enlightening. Sam, check the delivery terminal and review the list of orders. Nói chung là cái công nghệ BB mà ông Dev, ông ấy ông nói với chúng ta là công nghệ BB nó có từ rất lâu rồi, từ hồi vẫn còn tổng thống Mỹ là đàn ông cơ. Nhưng mà về sau có một vấn đề gì đấy nên là cái công nghệ BB nó bị xóa sổ. Nhưng mà về sau cách khoảng bao nhiêu thập kỷ thì tự nhiên những cái nhóm người chia rẽ ra, nghĩa là bọn khủng bố ấy, nó lại thế đéo mà nó lại hồi phục lại được cái công nghệ BB đấy, thì chính là mình là người đến sau, còn bọn khủng bố, bọn separatist đấy mới là cái bọn sở hữu cái công nghệ BB trước. Ông ấy bảo ông vẫn sẽ tìm hiểu cái công nghệ đấy cho chúng ta mà. It won't be long before it spreads into the city. There have already been reports of ejecta inside the outer walls. If nothing is done, the whole city might be swallowed by a sea of tar in the near future. There's an order from Mount Knot City. Check the details on the delivery terminal. Hồi nói chung có đơn hàng từ Mount Knot City. Thế cho nó vuông. Hai khẩu súng này các bạn này. Nếu mà mình càng bắn nhiều thì nó lại càng có BT. Đấy. Thế cơ. Mẹ chạy xuống đây đéo biết có mệt không mà. Fuck. Thôi, chế xe nhá. Lần này chế xe đi. Anti-matter bomb delivery. Mang một quả bom về chỗ Mountain North City ấy. Đéo gì xa thế mẹ. Vô tổ sư. Xem có chế xe được không nhá.
nên lấy ô tô hay là lấy xe máy nhỉ? Sam, the case for that antimatter bomb was not designed for long-distance transport. The magnetic traps that keep the antimatter sequestered are delicate. A powerful impact, reckless driving, an unbalanced carrier. There are all kinds of ways the traps could fail. Any abnormalities detected within the case should trigger an alarm. If it goes off, you're doing it wrong. And if the bomb goes off, we'll have a disaster on our hands. The kind we can't come back from. Bom này nó, cái cấu trúc của nó là có cái kíp kích hoạt rất là nhạy cảm. Nếu như mà anh em lái xe lỗi các kiểu, ngã ngủ rồi mẹ nó kích hoạt là thôi vỡ mồm. Mà nó mẹ mất dạy thiệt. Thôi xong, Hewell chỉ có thể nói là thôi xong. Thôi con mẹ nó xong. Từ từ bây giờ mình phải đi đôi giày mới ạ. Đấy. Xem về hướng nào đây. À, nhà bọn khủng bố kia kìa. Để giờ tấp xe ở đoạn nào đây. Tấp xe đoạn nào băm bọn này đây. Cất tạm ở đâu đi, cất tạm trong rừng này đi. Cất tạm ở đây nhá. No 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 no. Nặng quá. Vứt bớt ra đi. Bọn mày bắn tao hơi bị tức rồi ấy. Bởi mình đái một bãi ở đây đã. Chiến với bọn này. Wow.
like you've tripped an intrusion sensor. To be clear, these sensors react to you, not to your cargo. Be careful. Trouble may be on the way. Đồng ấm ấy. Xử lý mấy thằng ở gần đấy trước. Đâu nhỉ? Chúng mày chặn chặn đầu tao à? Cho chúng mày biết. Rồi mấy đường khốn. Bước vào đây. Chúng mày bước vào đây. Để chúng mày chạy đâu hết rồi. Trời ơi. Shotgun à. Shotgun. Bắn ai? Bắn ai? Thích chơi bọn này quá trời được. Chẳng qua nó làm cản trở công việc của mình. Thế thôi, bây giờ mình chẳng cần đồ nhiều. Xe nhá. Cho bọn này biết ai là bố chúng nó để chúng nó mẹ. Cho chúng nó gần sau gặp mình nó còn né.
tao đi đến đâu tao là bố ở đây. Đồ dơm bóng ấy. Xuống đây đi cẩn thận nhé. Mình sẽ tính xem mà đi thoát ra khỏi chỗ này xong mình sẽ xếp game lại cho nó chắc. May là cái xe nó thương mình, nó biết là hàng đi chậm nên nó cũng thương. Từ từ để xem. Theo như mình nhớ là nó ôi hình như nó đéo cho sếp trong lúc làm nhiệm vụ biết ngay. À không, nó bảo nó đang có mối đe dọa gần đây. Về quá, mẹ còn tính giờ nữa thì có mà chết à. Sắp đến rồi, cố lên. Sao lên trên này rồi. Ủa, còn ET nữa. Mưa nữa, khổ. Hết sức cẩn thận đi các bạn. Dùng một cái nó kích mẹ cái bom nổ là thôi chết. Toàn đây rồi. Ồ, may quá. Này đỡ anh ạ. Có làm sao thì chúng ta dùng lại. Nhẹ cả người. Đây mình phải làm một cái nhiệm vụ này ghê quá. Ok. Bom và chả biết. Sợ đéo chịu được.
Anh nghĩ đang làm gì về Bridges? Đây là một cái chỗ mới các bạn. Giọng nói đó có phải cô không Mama? Tôi không phải là mẹ của anh. Thôi, chơi đủ, chơi đùa đủ rồi đây, Mama. Tôi không nghĩ là anh nghe rõ tôi, thưa ngài. Mountain North City nói anh và bên UCA nên biến đi. Lại thêm một bọn không chấp nhận. Bọn tôi chỉ muốn anh chở hàng bình thường thôi, vậy thôi. Thế cô nói thay cho cả thành phố à? Đúng rồi đấy. Tôi lãnh đạo đây, tên tôi là Locke này. Locke này, từ từ, tôi cần phải nói chuyện với cô. Cô là kỹ sư đúng không? Tôi nghe tôi này, tôi cần sự giúp đỡ của cô. Tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Anh chỉ làm cho mọi thứ tệ hơn thôi. Ok. Xin lỗi để anh phải đối mặt với điều đó Sam. Ở đó bà ta là chủ. Bà ấy cũng không ngại ngần gì đâu. Chúng ta cần bà ấy và cần người của bà ấy. Chúng ta đã mất quá nhiều người rồi. Nếu mà không có Mountain North City thì cái đường mạng UCA sẽ không bao giờ hoàn thành. Thế giờ thì sao? Vậy thì mọi việc sẽ như thế này. Lockna là chị em sinh đôi với Mama. À, nhóm thứ hai. Ok. Mama không phải tên thật của cô ấy. Mulligan là tên của Mama. Cả hai đều có Dooms. À, mỗi người có một sở trường riêng. À, Mama thiết kế cái phần cứng, còn Lockne là thiết kế phần mềm. Nếu mà không có họ thì không có Cairo Network đâu. Might be why they were able to develop the Cupid. But they had a falling out after Molingan's accident. Lockna left Bridges and cut off all contact with us. I don't know what happened between them. But if we don't bring Lockna around, our plans to make America whole again are finished. Not that I'm asking you to stick your nose in their personal business. Though if you did, it might help us figure out how to bring Lockna around. Which would be great. Because our plans to make America whole again are finished without her. In the meantime, if you've got any bright ideas, feel free to give them a shot. Good work. Bây giờ là đây là hai chị em song sinh, thì mình phải làm nhào để hai người đấy đoàn kết lại với nhau. Nếu không thì ăn bờ ăn lơ luôn. Ôi. Cứt ở đây không có một cái gì này. Ờ đúng rồi, ở đây đã làm gì có cái gì đâu. Ở đây nó chưa cho chúng ta nhận cái gì mà. Mẹ đen đấy nhá. Quá, hai chị em nhà này mệt mỏi ghê. Thế bây giờ tôi phải làm béo gì? Cái chỗ này đẹp vãi đái các bạn. Ui, chỗ này mẹ như kiểu một cái chỗ hoàn toàn mới. Bây giờ phải tìm một cái cách nào đấy để thay đổi cái suy nghĩ của cái bà Lockne đấy. But how the fuck? Bây giờ con chả có nhiệm vụ gì mà. Từ từ đây. Mấy ngôi nhà này có cái gì không? Chẳng có gì đâu. Từ từ mình chạy xuống đây xem nào.
cách nào nói chuyện được với cái bon mụ đấy không? Bây giờ chẳng cách nào để nói chuyện nó à? Bây giờ order còn chả đặt được à? Thế bây giờ tôi phải đi đâu? Xám xí à? Mệt thì mỏi. Vẽ ra mấy chỗ ai trước này. Ở đây không có bất kỳ một cái gì cả. Sao mình lại phải tốn công mình xuống đây làm béo vậy nhỉ? Mà ông Die Hard ông bảo là không cái con mụ kia thì cái kế hoạch đã thành công. Thế bây giờ đi về à? Thôi đi về lại. Về lại chỗ nào nhỉ? Chỗ gần nhất ở đây là xuống đây à? Nhìn ở đây có đống nhà đẹp vãi. Làm cái đéo để lên kia. Toàn mấy ông rơi đổ đây.
Này cái đéo gì nhỉ? Chỗ nào ấy? Toàn mấy cái chỗ lạ lạ. Đến đâu đi trên tuyết sướng quá. Ô. Đây trên này mắc mẹ khổ luôn. May là nó không như là đi dưới nước nhá. Đi dưới nước là hết pin từ lâu rồi. Đi. Wow, trên này có gì à các bạn này? Vãi hàng. Ủa, cái này kiểu cái room thế nhỉ? Metal rồi. Thôi, mình không cần cái này. Ui, trên này nhiều ông rơi đồ vãi. Má. Mẹ trí nhỏ lên đây mẹ em ngã nhiều lắm này. Nhưng trên này vẫn có thể đi được. À, thực ra anh em đi bộ trên này nhiều mà tôi nghĩ là game thủ thế giới đi bộ trên này quá là điều bình thường. Có đi xe như tôi mới gọi là mẹ vãi đái thôi. Đây có một cái robotic gì ngay đây. Chưa nghe đến bao giờ. Có nghe rồi mà quên mẹ. Đâu ra nó đoạn nào ta? Đây ngay trên này, ngay trên này. Cố đi lên trên này thôi. Đây là một chỗ khác đấy. Cứ mặt người nó chưa hiện rõ là chắc chắn là chưa kết nối. Đấy, mình bảo mình chưa biết cái chỗ robotic này là cái robotic là cái gì mà. I hear you're the one to talk to about the chiral network. Is it true that a contractor let me access your schematics and so forth? I want to share my research with everyone. Let them read it. Let them learn from it like I learned from their work. Make me a part of the UCA. Ngon, hiện kết nối được vớ vớ vẩn vẩn mẹ lại kết nối được. tầm ngầm giống chết voi ấy các bạn. mẹ chạy ra chỗ vớ vẩn vãi xong nhiên lại được kết nối, mẹ xàm xí. Chả nhiệm vụ. Hay là bây giờ nhiệm vụ của mình là phải đi kiểu như là xây thêm, kết nối thêm các cái chỗ này để thuyết phục được cái bà kia nhỉ. Đấy, roboticist nè. Cái gì đây? Oteran skeleton. Đừng bảo đây là cái mình đang nghĩ nha. Đây là một cái khung xương có thể đi được tất cả mọi địa hình.
Các bạn cứ chờ xem. Tốt lắm, tốt lắm. Đây chúng ta chung một thuyền rồi đấy. Tôi rất muốn cho anh xem qua chỗ này, nhưng mà thực ra chỗ này rất là bùng nhùng. Ok, no problem sister. Sister. Được đấy. Còn boss có mỗi hai cái nhiệm vụ cho làm mẹ luôn. Ok. Isn't that the active skeleton the roboticist built? It should be useful on mountain trails and bad roads. Ok. Đấy, hình như đi được mọi địa hình với cái này rồi. Lần đầu tiên được lên vùng tuyết sướng đấy. Ok, vậy là xong rồi. Doctor lại thêm một chỗ mới các bạn, vãi hàng. Thôi từ từ, bây giờ mình phải đi về mình nghỉ đã. Để chỗ này đéo có cái chỗ đéo có cái chỗ để sạc điện mà. Để đi cái xe này khổ quá đái các bạn. Đây, ngay dưới này thôi. Bye bye. Xe đi khổ quá các bạn ơi. Cố quá quá cố hả? Stretch my legs. Ôi, chỗ ấy căng nha. Còn nước ở đây à? Ok. Mình đã có mặt tại cái safe house rồi. Bây giờ mình sẽ xuống thôi. Xuống đây mệt đếp chịu được hết cả hơi. Tạm biệt xe nha. Mày đang hoạt động rất vất vả rồi. Ok anh em ơi, thì hiện tại thì mình cũng đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ rất là nguy cấp của cái tập này. Thì mình nghĩ là mình sẽ kết thúc cái tập này ở đây và sẽ gặp lại các anh em ở những cái tập sau. Nếu như anh em thích cái series Death Stranding để chơi bởi mình thì comment phía dưới cho mình biết là anh em thích series này muốn ra các tập tiếp theo. Ngoài ra cho mình một like cho từng video series này và một cái subscribe cho kênh của mình để mình có thêm động lực làm video nhé. Cảm ơn mọi người và tạm biệt. Mua.